Thảo xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì đây là hành thảo trồng nè, bữa nay nó lên cũng cao rồi nè cô chú. Trời lạnh á, nay nó còn lạnh nên hành nó lên nhanh và tốt lắm luôn á. Còn đây là cái ớt bữa nay thì nó cũng lên được một xíu rồi nè. Thảo chờ khi nào mà nó lên cao xíu nữa cái Thảo sẽ chiết ra rồi mình ra chậu mình trồng ha. Còn cái này hành lá bữa Thảo cắt Thảo ăn mì gói á, bữa nay nó cũng phúng lên rồi nè. Cái chậu này mình cũng cắt ăn được rồi đó, để bữa nào làm món gì cái Thảo sẽ cắt cái chậu này luôn. Bây giờ thì mình vô mình chuẩn bị đồ ăn trưa nha cô chú. Không có mưa mà u ám. Trời bây giờ bữa nay nó cũng u ám cô chú ơi. Nó lạnh rồi có gió nữa. Rồi thôi bây giờ mình vô mình chuẩn bị đồ ăn để mà mình ăn trưa nha. Thảo đang chiên cánh gà để mình làm món cánh gà chiên nước mắm. Bữa nay cơm trưa nhà Thảo sẽ có hai món, thì cánh gà chiên nước mắm với lại cải ngọt xào nha cô chú. Bữa nay cái món cải ngọt Thảo xào với lại gan nha cô chú. Cái này là gan heo, Thảo mới xào xong nè. Bây giờ Thảo cho ra dĩa, cái mình rắc thêm một xíu tiêu nữa cho nó thơm. Vậy là xong một món. Đây, cái cải nè, tươi xanh luôn á. Bữa trưa hôm nay Thảo chuẩn bị xong rồi nè cô chú ơi. Cải ngọt xào gan heo với lại cánh gà chiên nước mắm. Rồi thêm một ít nước tương với lại cắt ớt cho cay nữa ha. Rồi bây giờ Thảo xin mời ông bà cô chú cùng ăn cơm với lại ba mẹ con Thảo nha. Thì bữa nay Thảo ăn cơm một mình thôi nha cô chú. Còn anh ba với lại Duyên chỉ ăn cánh gà chiên nước mắm thôi chứ không có ăn cơm. Nhưng mà anh Ban thì ngồi kế em bên. Anh Ban ngồi kế em bên chứ anh Ban không có thích, không muốn, bữa nay không muốn vô cho nên hai mẹ con sẽ xuất hiện thôi. Rồi bây giờ mời ông bà cô chú ăn cơm với lại ba mẹ con Thảo nha. Bây giờ mẹ anh Ban mẹ lấy cánh gà cho con nha. Còn Duyên muốn ăn cơm không, mẹ lấy cơm cho. Mẹ lấy cho miếng. Nồng thôi. Con cơm của mẹ hả? Mẹ cắt cánh gà ra cho con nha. Nè, con cắn hay là mẹ cắt ra nhỏ? Cắt ra. Kêu ăn cơm mà nói là không muốn ăn cơm, muốn ăn cánh gà thôi cô chú, cho nên thôi ăn cánh gà. Con mời ông bà cô chú chưa? Ăn đi con. Mẹ đẩy khăn. Mẹ đẩy khăn á lau tay. Bữa nay cơm trưa đơn giản của ba mẹ con. Giờ xíu mẹ cắt ra. Cánh gà này Thảo mua là 10 cánh là 1 ký nha cô chú. Là khoảng này là 3 đồng mấy á, khoảng 80.000. Đây, cái xương gặm. Ăn đi con. Bon appétit. Để cắt cho Duyên hai cái luôn nha. Duyên bữa nay cũng còn sổ mũi với lại ho cô chú. Chờ mẹ cắt xong mẹ ăn tiếp con. Bệnh ho sổ mũi. Ố rớt đâu rồi? Rồi. Không sao con. Mẹ rớt cho. Nó bị dơ hả? Bạc đông. Con làm rớt mà. Lấy cái tay cho mẹ cắt ra đi rồi ăn, cắt xong rồi ăn. Cắt rồi không? Mẹ đói bụng rồi nè, hồi sáng giờ mẹ chưa ăn gì hết. Ui, mẹ muốn. Nói quá trời nói luôn cô chú ơi. Duy Anh nói dữ lắm luôn. Mà nói có khi nhiều tiếng Thảo nghe không được, nói gì luôn.
Mẹ. Con giặt xong nó cái gì con không biết. Cái này á nó thấm ngon. Rồi, mẹ ăn nha. Cái này là nước tương với lại ớt. Hậu cắt hai trái ớt. Như con. Bỏ xuống nha. Gan heo ăn nó ngon, nó bùi mà nhà Thảo á, có mình Thảo ăn à. Không có bỏ xương đây, bỏ đi con. Có mình Thảo ăn gan à. Cái này là Thảo mua, Thảo nấu hủ tiếu Nam Giang á. Rồi Thảo mua nửa ký. Rồi ăn hủ tiếu, còn lại Thảo lấy Thảo xào với cây ngọt. Ăn có mình. Ăn có mình bởi vậy Thảo ít mua gan lắm. Mẹ, cô Trúc đang làm cái gì? Cô Trúc hả? Cô Trúc đang ăn cơm giống mình á. Cái gì? Cái gà mẹ chiên á. Mẹ có chú đang thật cái gì? Có chú đang thật cái gì? Cô Trúc đang ăn cơm. Cơm bà đang cơm giờ chưa ba? Đang cơm chưa? Thích lấy tay. Cắt nhỏ cho dễ ăn. Mình cắt chưa? Hả? Mình cắt chưa? Chưa. Mới quay hỏi cắt chưa? Nghỉ học tới 2 tuần luôn cô chú, cho nên giờ ngày nào bỏ đó ăn. Cho nên ngày nào cũng có mặt quay với mẹ. Còn cái bên nè. Cái nhiều đồ. Mình để vào. Mình xương hả? Thịt thì con ăn, còn xương thì bỏ vô dĩa. Con không ăn đồ. Này cái gì vậy? Ngon mà. Con. Đó, ớt dày ăn mới ngon nè cô chú. Cay. Nửa thịt gà. Rồi con lấy cái tay ra mày cắt cho. Hình như cái món cánh gà chiên nước mắm này Thảo thấy ai cũng thích hết à. Nhưng mà mỗi người làm mỗi kiểu. Có người làm thì người ta cho tương ớt vô cho nó cay cay, còn Thảo thì Thảo cho tương cà, tại vì cái này có con nít ăn Thảo không có cho tương ớt. Cho tương ớt vô cay. Rồi có người bỏ củ hành. Bỏ củ hành tây á, mà Thảo không thích. Cái gì con? Rớt à? Mẹ cho tê lê lá ra nữa.
ở trong tele hả? Ở trong tele là chuột. Nhà Hảo làm đơn giản lắm. Cứ chiên cánh gà xong cái nước mắm, pha nước mắm, đường với lại tương cà với lại xíu nước rồi là xong đó. Chứ Hảo không có bỏ tương ớt này kia. Có con nít ăn á, nhiều khi mình làm Thảo thích ăn cay đó. Nhưng mà thường Hảo làm đồ ăn không có bỏ cay. Cay cái con mình ăn không được. Cho nên không có ăn cay, Hảo cắt ớt, Hảo để riêng. Xương là mẹ gặm. Con ăn thịt, mẹ ăn xương. Con cắn con ăn, con khỏi mẹ khỏi cắt luôn. Mẹ nó ăn. Mẹ nói với chị ăn chứ ai. Con tự cắn con ăn, con gặm mới ngon. Con không nuốt. Thôi, không muốn thì mẹ cắt. Dạ mẹ sẽ vô ra đi. Nãy giờ cắt không mà chén cơm mẹ còn nguyên à. Năm nay họ thấy thời tiết kỳ quá. Còn tháng 5 rồi mà trời còn lạnh quá chừng luôn. Lạnh rồi mưa rồi gió. Bây giờ không phải đi ra nữa. Bữa nay Hảo ăn cái món này là đủ rồi đó. Món này không là đủ ngon à. Bữa nay Hảo nấu cơm bằng cái nồi cơm điện mới á, ngon dễ sợ. Cái nồi nhà bị hư mua là mới, nấu cơm rất là ngon luôn. Nhà không thế mẹ. Mẹ suy con. Hảo mới mua cái nồi Tefal, nó giảm giá. Mua có 62 đồng á cô chú. Mà nấu cơm rất là ngon luôn nè. Mẹ sắp luôn. Sắp rồi. Sao rồi? Sắp rồi. Không có bỏ gì vậy. Ngon. Được không? Mày gấp cho. Có cái gì xương không bỏ mà cứ bỏ vô cái gì á. Hả? Để xương xương cho coi nhỏ. Wow, mẹ giỏi quá. Coi nhỏ nha. Con nhắc một câu. Cho không mất thật có ra lúc đó. Mày nhớ nè nè ăn. Nhớ. Ủa nó. Con ăn đi. Cái này nãy Hấu gắt hai trái ớt nè. Mẹ. Ngộ lắm, Hấu cắt hai trái ớt thì nó không có cay. Cay hả?
Tại mẹ uống á, nãy mẹ uống miếng nước. Thôi con uống cái chai bình thanh đi, lát mẹ rửa cho. Giỡn. Con không có giỡn. Giỡn hả? Mỗi lần Hậu cắt hai trái ớt á thì nó không có cay. Mà Hậu cắt ba trái ớt á thì nó mới cay. Để cái gì vậy con? Để đi, lát mẹ rửa, để mẹ rửa cho. Hậu uống miếng cái giờ nói cay. Ăn nhanh nhanh nhanh, mẹ sắp xong rồi á. Con sắp xong rồi. Sao sao giỡn? Sao sao giỡn? Ừ, giỏi, đúng không? Cô không nói hiểu. Thôi hả? Thôi hả? Muốn nữa không? Để cắt cho miếng nữa nha. Thôi thì thôi. Ừ, thôi thì thôi. Cái kia đó là cái gì? Cải, con ăn đi. Chà, chưa có gì. Cái kia đó là cái gì? Nè. Cải con. Trời ơi. Puku. Puku là cái gì? Nhiều. Ê à. Ngồi ra mà tụt ghế luôn. Ê à. Sao nữa? Rồi, xong. Rồi, xong. Rồi, ông bà cô chú ơi, thì video hôm nay Hảo sẽ quay tới đây thôi nha. Cảm ơn ông bà cô chú đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye nè hai đứa. Bye bye.